Ớt này nay quá đẹp. Cây lên đều. Không, cái này nó lá nó phè thì nó xào thôi. Xịt cái cặp dưỡng chất vào thì nó chắc ăn là sẽ dày cái lá lên là nó hết xào. Với lại tầm này 10 giờ là tưới được rồi. Tưới xương cho nó tí. Mùa này nó có bông. Còn cái chết heo xanh này là nó do cái ấy này, do cái đất này mình đất cũ đấy, đất ở bờ cam này. Nó không có ảnh hưởng bộ rễ này là ok này. Cái rễ mà nó không đen là không sao. Mà sợ nhất là nó đen rễ là nó do vi khuẩn thôi. Đen gãy. Còn cái này nó bị sưng này. Hấp gà đa số là nó bị cái gốc vậy đó, cái gà còn ngon lành đó. Rễ thì thấy nó còn trắng này, thấy không? Không bị đen. Bị sưng. Nên bà cũ là bây giờ là mình lấy cái nấm chi cô ấy, trộn với lại cho cũng được. Trộn với cho, với lại trộn với lại cái phân bò đó. Xong rồi đi bỏ xung quanh gốc. Đừng bỏ vào sát gốc quá nhỉ, coi như cái gốc này này. Chừa lại cái phía trong. Đây này. Thì đây này, ví dụ như đây nhá, như cái cây này này, thấy chưa? Đấy, là mình bỏ xung quanh này, chừa lại, đừng có bỏ sát ở đây nhỉ. Bỏ sát ở trong chỗ sát gốc này là nó cháy đó. Thấy chưa? Là bỏ xung quanh này thôi. Đây là bữa hai bữa là bắt đầu cái nấm này nó ăn vào đến đây là nó sẽ bảo vệ xung quanh cái gốc này. Chứ đây là như những cái cỏ này này, thấy không? Nấm nó bao tử nấm nó mọc này. Đó nhỉ? Bởi vì những cái cỏ này là đợi nó khô đã. Hãng tủ vô gốc cây. Em tính nữa em gánh cái em dạch nó ra cái gốc nó ra hết à? Không cần. Thế này anh cứ bỏ nấm chi cô. Lúc đầu để nó phòng ngừa thì mình tưới cho nó đợt thuốc. Xong bắt đầu là 5 bữa sau ấy thì bắt đầu là lấy nấm chi cô với lại trộn với lại cái ấy, đâu mình cũng bỏ bón phân luôn mà cái dạng đấy giống như kiểu là mình bỏ phân để cho cái bộ rễ nó ấm ra. Thấy không? Đấy là mình lấy nấm chi cô mình trộn với cái lại cho. Trộn nó cho với phân bò. Chứ cái này có phân gà thì càng tốt. Thế là mình bỏ vào xung quanh cái gốc á. Thế là ok à. Chứ đừng bỏ sát gốc nha, bỏ sát gốc là cháy á. Này kim cọc cũng gần xong rồi mà sậy đây nhóc này kiếm cái cọc bự bự chút. Em cầm rồi các em mới căng dây luộc. Chứ cọc hơi nhỏ. Sợ chịu lực không nổi. Này xứ sở cam sành với lại cam mật này. Và giờ bỏ sứ đi hết rồi, giờ để anh em lại trồng ớt. Một thời vua cam mà. Vua cam này mà cuối cùng là làm ăn lỗ lá rồi bán đất bỏ nhà luôn, bỏ đất luôn giờ. Anh em tới trồng ớt. Đây nguyên cái gốc cam này. Đấy. Này là cam sành. Này. Này gốc cam sành hay cam mật đây? Cái này cam sành. Đó. Này cam sành nó lên tới 24 ngàn một ký rồi lại không có cam bán. Đời nó cứ vậy. Này ớt thì giờ quá rẻ, là Campuchia dịch bệnh nó ấy quá. Dịch bệnh nó đang bùng phát dữ quá. Tâm ra là chỉ thiên giờ với lại một số cái dòng ớt sừng xanh cũng rẻ. Này là hơi thiếu nước. Dạ. Này đi về đằng kia được không ta? Dạ, đi dòng, đi đây đúng không? Dạ. Này nó tưới nước thêm. Đấy cái cỏ này anh cứ làm này, đây có rơm này ngon này. Dạ. Chỗ này có tí rơm này. Đây có rơm thì trải đi thôi. Dạ, em ấy đi em bằng cỏ rồi em trải cho lại. Dạ. Anh trải đi rơm xong rồi anh tưới nấm chi cô lên là ok rồi đấy. Này cầm cho anh 5 ký đấy, 5 ký nấm. Dạ, đi đường này vô cái bờ này đấy. Sợ có đi đầu đằng kia có cầu qua không? Có cầu chứ. Thấy cái Hàn Quốc ấy, nó bung chèo tốt không? Dạ. Hả? Anh xài hết đó. Thấy nó bùng trào mà thôi ngưng nha, tới tầm này là ngưng Hàn Quốc rồi đó. Dạ.
chứ lá phè quá, lá này là được rồi, chứ là xịt tí nữa là nó sợ nó rớt bông ấy. Đây nè, nó tốt quá là nó bỏ bông này. Dạ, thấy nó rụng bông hết trơn. Không, mấy cái bông trắng ba này mình cũng không ham đâu. Dạ, dạ. Từ từ rồi nó lên, nghe chưa? Dạ. Tàng như vậy là nó to. Dạ. Cái nào nó đậu được thì đậu, nghe chưa? Còn cái nào nó không đậu tính sau. Dạ. Đất thì nó xốp này. Dạ. Xốp xốp à? Đất này là dạ, đất này là phải có nấm chi cô đánh mạnh vào chứ không là xốp lắm. Với lại trồng trên đất này là chấp nhận hy sinh thôi. Dạ. Chấp nhận nó sẽ có vài cây chết heo xanh chứ không thể nào mà khỏi 100% được đâu. Dạ. Đó là mình tính cái tỷ lệ thất thoát nó như thế nào cho nó phù hợp thôi. Vùng đất của Phong Điền này là cái gì ta, Trường Long Phong Điền đây, dân vua cam đây, xứ sở của cam này. Xứ sở của cam mà giờ bây giờ cam không còn một hình bóng một cây nào, chuyển sang vườn tạp với lại cây trồng khác. Không phải cái gì cũng ngon ăn. Em quá em. Này ông này ông làm ớt kỹ quá. Làm. Làm này rất là kỹ. Ok. Bây giờ mùa mưa nó tới rồi, làm cây nó gọn gọn cái cây lại chút, không được phè quá. Nó phè quá nguy hiểm lắm. Mấy nay ở đây mưa nhiều chưa? Nè. Nè, trèo lên tốt thế. Đúng rồi. Mẹ bấm đọt là phải nói là uổng không? Mất công đi bấm mà cuối cùng là chưa chắc trèo nó đã lên bằng đẹp như thế này. Ừ. Nhiều người cứ nói là bấm đọt chứ mình thấy bấm đọt là nó đâu có hiệu quả lắm đâu. Nếu mà mình đi Hàn Quốc tốt từ đầu, trèo nó lên còn ngon hơn là bấm đọt. Ổn á. Cầu đi dở quá nên phải có tay vịn. Này nãy có con cá gì ốc bự lắm. Cá cái này nó còn mấy cá phi bự lắm. Nè. Nào ra đi câu nhậu. Đấy. Sư sở của cam này, vườn ngày xưa này cam không đúng không? Dạ, cam. Giờ là thành vườn tạp hết rồi. Thành vườn hoang này, thế này bên này cũng vậy này. Đó. Đây này thành vườn hoang luôn, giờ để trồng cây chơi này, trồng hoa giấy này. Thấy chưa? Vua cam đấy mà bán hết đất đi rồi. Hôm nay quay chia sẻ anh em này, thấy không? Về thăm Phong Điền. Đất này đất trồng cam là rất là ngon mà cuối cùng là không làm được. Cam Phong Điền nổi tiếng mà. Đấy. Còn sót mấy cây cam mật. Đấy, còn được mấy cây cam mật đây. Còn sót lại này. Ở đây là giống như nhà nào cũng vậy đúng không anh? Dạ. Đâu giờ hiện nay đâu còn chỗ nhà nào còn nhiều cam đâu đúng không? Dạ, dạ. Cam là nhà nào cũng bị hết, phá hết. Cái hết cái xã này chỉ có còn có ông anh đang còn được 20 cam, công cam sòn thôi chứ. Còn nhiêu là hết rồi? Hết.
Kinh chưa?